Đây là những sọt măng cụt được trở về từ các vườn hoa quả từ đất nước Thái Lan. Công ty hoa quả Phương Toản tại Việt Nam là một trong những công ty nhập khẩu hoa quả Thái Lan nhiều ở trong khu vực. Chúng ta được ăn những loại quả sạch là chúng ta nhờ vào sự nhiệt tâm của các công nhân đến từ đất nước Thái Lan cũng như là những người công nhân đến từ Việt Nam. Đặc biệt hoa quả của công ty nhập khẩu hoa quả Phương Toản không có chất bảo quản. Những quả măng cụt đang ở trong rổ sẽ được lọc ra những quả sạch nhất, ngon nhất để đưa về Việt Nam. Chúng ta có thể thấy đây giống như một chợ Long Biên thu nhỏ. Rất nhiều sản phẩm, rất nhiều mẫu mã mặt hàng hoa quả tươi. Những quả măng cụt không dùng chất bảo quản, được lọc ra bởi những cỗ máy và những con người dây chuyền. Tươi sạch được đưa về Việt Nam tới các đại lý cũng như là người tiêu dùng. Chúng ta thực hiện những sản phẩm thật đó là nhờ công của công ty hoa quả nhập khẩu Phương Toản. Những con người chăm chỉ, hàng chục công nhân đang miệt mài để cố gắng từ 3 giờ sáng đều đặn hàng ngày vào những mùa hoa quả đã phải dậy để gỡ hàng và chuyển đường hàng trong 24 giờ để trở về Việt Nam. Dây chuyền chọn lọc hoa quả cũng rất là chuyên nghiệp. Những quả bé sẽ lọc ra và những quả to sẽ được đóng thùng để chuyển về Việt Nam. Những quả thật chúng ta có thể thấy là mỗi thùng hàng chuyển hàng được lọc sạch sẽ, mỗi thùng hàng đều có chữ Phương Toản và số điện thoại. Dây chuyền sản xuất rất là rộng. Ngoài các loại quả như măng cụt, sầu riêng và rất nhiều như dừa xiêm hay là nhãn, thì tất cả những sản phẩm mà công ty hoa quả Phương Toản đưa về Việt Nam đều là những sản phẩm sạch nhất và được hái từ rừng cây từ các vùng miền Thái Lan để đưa về Việt Nam cho người dân chúng ta. Em cho hỏi là dạ. Em làm ở đây đã lâu chưa? Em làm tầm 4 năm rồi. 4 năm à? Dạ. Thế là em ở Việt Nam sang Thái Lan được 4 năm rồi. Dạ. Thế như mỗi chuyến hàng này thì hôm nay là em dậy từ lúc mấy giờ? Dạ, như thường anh em ở đây dậy tầm từ 4 giờ anh ạ. À, 4 giờ sáng à? Còn mùa nào hoa quả nhiều là dậy sớm hơn à? Thường là nếu mà như hoa quả nhiều là tầm 3 giờ đã dậy rồi. Ngày nào cũng thế. À, nhiều hàng được thế. Anh cho hỏi đây là nước gì đấy ạ? Nước sạch ạ, nước máy ạ. À, nước máy. Có phải là đây là để tẩm vào cho nó mát đúng không ạ? Vâng. Bởi vì chúng tôi hơi bất ngờ là đến đây là tất cả các loại hoa quả đây không dùng chất bảo quản, không có một loại chất bảo quản nào đây, đóng thùng nguyên. Vâng, nước mát này thì tôi nhìn là tôi biết bởi vì vòi nước này thì chắc chắn là một cái nguồn nước sạch trong vắt. Chúng ta có thể thấy rằng là đây, nguồn nước trong vắt. Anh làm ở đây đã lâu chưa ạ?
tôi làm đây cũng khá lâu rồi, gần chục năm. Gần chục năm vậy ạ? Chết chục năm. Vâng. Thế thì anh thấy cái lượng hoa quả mà công ty hoa quả Phương Toản nhập về thì ở Thái Lan có phải là một trong những công ty lớn và nhập những loại quả ngon nhất đưa về Việt Nam không ạ? Đúng ạ. Thế ạ. Thế là tất cả các tỉnh thành lân cận ở đây đều chở hoa quả về để chúng ta chọn lọc và lựa những quả đẹp nhất đưa về Việt Nam đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn anh. Cảm ơn những người công nhân đến từ Việt Nam đang làm việc tại công ty hoa quả Phương Toản Thái Lan. Đây, kính thưa quý vị, là đây là những cái kiện hàng, đây là những loại trái cây đã được đóng thùng, và đây là những cái tem nhãn đều phân loại ra với những loại như loại 1A là những cái loại mà sẽ xuất về Việt Nam. Vâng, đây là những kiện hàng rất đơn giản, nhưng mà muốn về Việt Nam ngon tươi thì những kiện hàng này phải đóng thật là nhanh trong một ngày để trở về Việt Nam, bởi vì thời tiết như thế này thì trái cây dễ chín. Chính vì lẽ đó mà cái việc không dùng chất bảo quản, không dùng thuốc, đây là cả một cái vấn đề đối với người lao động cũng như là công ty. Chúng ta thấy những dây chuyền, vâng, những dây chuyền rất là công phu, mỗi mùa chọn lọc, như đây có lẽ là dây chuyền sản xuất dây chuyền chọn lọc sầu riêng, và mùa nhãn thì cũng sẽ có nhiều dây chuyền nữa. Và chúng ta thấy đây những kiện hàng là đang đợi, chưa đóng hàng vào và để đợi xuất về Việt Nam. Cả một vùng Thái Lan rộng lớn với những vựa hoa quả thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rất là may mắn khi được đón nhận những loại quả sạch mà người lao động Việt Nam cũng như Thái Lan đã đưa đến cho chúng ta. Tất cả những chiếc xe tải này đều chở hàng, và ngày nào cũng thế, trở về khu vực chợ. Phía trước mắt quý vị là con đường quốc lộ hướng lên phía Bangkok. Đây là tỉnh Chaphuri của Thái Lan. Tỉnh Chaphuri, Thái Lan là một trong những tỉnh mà có vựa trái cây lớn trong khu vực. Đặc biệt là vùng đất này được ưu ái bởi thổ nhưỡng. Chính vì lẽ đó mà chất lượng sản phẩm như sầu riêng, măng cụt hay nhãn đều là những loại tốt nhất. Chúng ta thấy có thể thấy là hàng chục chiếc xe tải đã được dỡ hàng xuống và chuẩn bị những loại hàng mới lại về. Xin anh cho biết là những cái sọt măng cụt này được các xe trở về là từ vùng nào ạ? Từ vùng Chanthaburi. Chanthaburi. Chanthaburi, Gujarat. À, cách đây là bao nhiêu cây anh nhỉ? Cái này 50 cây cũng có, 70 cây cũng có. À, 50 cây, 70 cây 30 cây cũng có. À, cho hỏi là anh là người ở tỉnh nào? Anh là người Việt Nam ạ? Việt Nam là anh ở tỉnh nào? Hưng Yên. Hưng Yên ạ. Vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta thấy đây là những công nhân người Thái Lan mang hàng đến, và đây những người Thái Lan. Chúng ta thấy đây là những vựa sọt hoa quả, và chúng ta thấy ở đây có rất nhiều cái nhà.
quý vị có thể thấy là những quả măng cụt được bổ ra còn tươi nguyên. Rất là tươi và ngon, trắng bóp. Lưu ý với quý vị là những cái quả nào mà trắng như thế này và tươi như thế này, đây là những cái quả rất là ngon. Vâng, để chọn lọc, đây là những cái quả mà còn tươi. Nếu như một hai ngày nữa thì vỏ bên ngoài sẽ xám đi một chút. Đấy, rất là ngon. Những quả đấy, những quả rất là tươi ngon như thế này. Đây là giám đốc công ty Phương Toản đại diện tại Thái Lan, chị Latra. Chị không nói được nhiều tiếng Việt. Chúng ta có thể thấy là rất nhiều công nhân, rất nhiều người làm. Những hộp trái cây được đóng với một cách khẩn trương và nhanh gọn để sớm nhất đưa về Việt Nam. Bởi vì hoa quả nếu để quá một ngày hoặc quá giờ cũng sẽ không được đảm bảo về chất lượng. Những quả hàng này là hàng sạch, tươi sạch. Không có thuốc men gì, không có thuốc men gì, không có thuốc men, tươi, thấy đây chín từ trên cây, vâng, từ nướng đến tươi, chín từ trên cây. Quý vị là đây là những cái quả măng cụt mà vừa rồi là đã được bóc ra và tôi sẽ được ăn trực tiếp tại đây. Tôi sẽ bóc ra và xin phép quý vị là sẽ được ăn trực tiếp tại tại đây để xem nó sẽ ngon như thế nào. Wow, quý vị thấy không? Rất là trắng, rất là trắng. Và đây là những cái quả măng cụt chín cây. Rất là ngon. Chúng ta thấy là để những quả này về Việt Nam thì tất cả các công nhân của chúng ta đang phải cố gắng hết mình để rất là nhanh gọn. Những quả được bóc ra rất là trắng và ngon. Đây là những quả măng cụt chín cây, là những vừa trái cây gần khu vực này. Chắc Abuni đã trở về để chúng ta đóng gói và mang về Việt Nam cho người Việt Nam mình tiêu dùng, được ăn những loại trái cây ngon, nhưng đặc biệt là phải đảm bảo sức khỏe, không có chất bảo quản. Cùi rất là to. Trắng như tờ giấy. Vâng, rất là trắng, trắng như tờ giấy. Tôi sẽ ăn tiếp quả này. Nếu như mà thời tiết nóng như thế này, chúng ta được ăn những quả măng cụt như thế này chắc là rất là tuyệt vời, rất ngon.
cam và măng cụt được đưa về từ các vùng. Rất là cảm ơn quý vị. Đây là những công nhân người Việt của chúng ta đang miệt mài. Chúng ta có thể thấy rằng là những cái quả măng cụt mà có màu xanh tức là chưa được chín lắm thì được lọc ra để đảm bảo thì được lọc ra. Đây, những cái quả bé quá chúng sẽ lọc ra, còn khi vào máy là những cái quả thành phẩm rất là chất lượng cao rồi. Đây quả xanh rồi. Các bạn từ xưa nay quý vị chỉ xem măng cụt những cái quả chín, còn những quả xanh như thế này là những quả lọc ra thì quý vị chắc lần đầu được xem, rất là tươi, tươi nguyên. Đấy. Còn những quả chín, những quả chất lượng thì được lọc ra và đưa về Việt Nam cho người Việt Nam tiêu dùng. Dù có rất nhiều quạt nhưng chúng ta có thể thấy là mồ hôi nhễ nhãi đến từ các anh công nhân, những người đã chịu khó lao động. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự tại Thái Lan của chúng tôi về hoa quả, công ty xuất nhập khẩu hoa quả Xuân Quả tại Thái Lan. Một